Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ các bạn cách chúng ta biến những cái hình ảnh được tạo bằng AI để trở nên những cái video độc lạ như thế này bằng những cái phần mềm AI mới nhất mà các bạn có thể tham khảo mình chia sẻ trong cái video này. Chi tiết cho các bạn muốn trải nghiệm những cái AI mới để tạo những cái hình ảnh thì các bạn có thể tham khảo ha. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn một mẫu, mình demo cho các bạn tham khảo ha. Thí dụ như mình muốn chọn cái mẫu này để mình demo cho các bạn tham khảo thì ở đây nó sẽ cho chúng ta revert lại. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ chọn một cái tấm ảnh mẫu ha. Ở đây mình sẽ chọn một cái tấm ảnh bất kỳ. Thí dụ trong trường hợp này mình muốn cái đèn này đi, chẳng hạn. Cái đèn này, đây là một cái tấm mẫu ha. Rồi, sau đó các bạn chỉ cần nhấn generate thôi thì nó sẽ tự động nó tạo cho chúng ta chứ các bạn không cần làm gì hết. Thì đây nó sẽ chuyển qua đây, nó sẽ tạo chúng ta như thế này. Thì mỗi lần tạo các bạn sẽ mất đi khoảng 15 ha. 15 Reddit thì các bạn sẽ tạo được một cái video ngắn. Đó thì trong trường hợp này là các bạn thấy không? Mình tạo rất là nhiều những cái video. Những cái video này mình thấy nó khá là hay á. Nên mình chia sẻ các bạn nào quan tâm đến những chủ đề AI video á, thì đây là một trong những nền tảng giúp các bạn ở thời điểm hiện tại rất là nhanh. Thay vì các bạn sử dụng những cái AI khác á, thì cũng vẫn được ha. Thí dụ như trong trường hợp này đây mình đang demo cho các bạn này, một cái tấm ảnh của những cái chú mèo chuyển động nè, nó nước dòng nước chảy ở phía sau luôn. Và nó đồng bộ cho các bạn cái hiệu ứng âm thanh luôn. Có nghĩa là video á, nó sẽ tạo ra thì bao gồm là hình ảnh và âm thanh sẽ được đồng bộ với nhau. Nhưng mà như mình thấy ở thời điểm hiện tại nó chỉ có 4 giây thôi. Thì các bạn thấy cũng rất là hay rồi. Các bạn chỉ việc tải những cái video này về và các bạn edit lại hoặc là các bạn cắt ghép làm sao đưa lên những cái nền tảng mạng xã hội á, thì nó sẽ rất là hay. Đó, thì cái nó tạo khá là lâu nha. Nên các bạn chịu khó chờ chút thời gian thì nó sẽ tạo ra. Vậy thì mình sẽ demo cho các bạn một cái tấm ảnh khác đi ha. Đó, thí dụ như tấm ảnh này nè, Pika nó tạo ra cho chúng ta những cái thước phim khá là hay, thay vì những con chó nè. Đó, đây là một cái tấm ảnh thôi, một cái tấm ảnh mà nó tạo ra cho chúng ta như thế này. Đó. Thì đây là những cái video các bạn thấy, những cái AI nó đã tạo ra cho chúng ta những cái thước phim rất là độc đáo ha. Khiến cho các bạn không thể nào mà tưởng tượng được đây là những cái AI nó đã tạo ra. Thay vì các bạn dùng những cái kỹ thuật quay video thì cực kỳ là khó khăn. Trong khi đó thì AI nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta làm những cái phần slow motion hoặc là những cái hiệu ứng tan chảy như thế này rất là hay. Thì trong dạo gần đây thì mình phát hiện ra những cái AI mới bây giờ nó sẽ hỗ trợ cho các bạn làm những cái tấm ảnh như thế này, biến thành cái video rất là tuyệt vời ha. Các bạn chỉ cần có một tấm ảnh thôi thì nó sẽ ra lệnh thì nó sẽ làm cho chúng ta những cái video như thế này. Thậm chí những cái video các bạn có thể hình dung ra được là đây, những cái video tan chảy như thế này rất là hay ha. Các bạn có thể biến tấu nó thành những video ngắn để up lên những cái nền tảng mạng xã hội. Thì đây là một trong những cái cách ở thời điểm hiện tại mà mình thấy các bạn có thể tham khảo. Thì các bạn có thể tham khảo những cái video này để cho các bạn tìm hiểu thêm ha. Đó, thì trong video này mình demo cho các bạn một vài cái video tạo từ AI của HipHopAutor kết hợp với Pika, thì chúng ta ra những cái video AI cực kỳ độc lạ ha. Nói chung là rất khá là hay cho những cái bạn nào mà sản xuất những cái nội dung mới lạ, content. Đó, thì các bạn thấy không, mình đã tạo ra rất là nhiều những cái AI như thế này nhìn rất là lạ mắt để mình làm cái kênh TikTok chẳng hạn, một cái kênh TikTok hay Facebook gì với những cái sản phẩm độc lạ như thế này cũng khá là hay. Rồi, ok, nếu các bạn quan tâm đến những chủ đề về AI thì có thể tham khảo video này. Và các bạn có những AI nào mà đang sử dụng tốt ở thời điểm hiện tại có thể chia sẻ và comment cho mình để mình có thể tìm hiểu và review thêm cho các bạn ha. Rồi, chúc bạn thành công và hẹn lại các bạn ở video tiếp theo. Đây là những cái bản demo nên nó làm khá là lâu nha. Nên những cái video mà chân thật mình đã tạo trước đó rồi.